Xin chào các bạn. Hôm nay mình đi rừng thì mình phát hiện ra khu vực này có một dây thuốc rất quý các bạn ạ. Mình xin giới thiệu với các bạn, đây chính là dây la rừng các bạn nhé. Dây la rừng ngũ vị tử lam. Đây mình quay thật gần phần thân dây để các bạn xem. Nó làm bò sát mặt đất này các bạn này. Nó như một con chăn. Dây rất to già các bạn ạ. Toàn bộ thân dây nó cứ lứt lẻ rất sâu như này các bạn này. Đây là dây la đen các bạn nhé. Dây la rừng thì có rất nhiều loại. Dây la đen, dây la trắng, dây la đỏ và dây la vàng. Đấy, nó như một con chăn các bạn ạ. Nó bò lan. Nó bò lan ra đây. Và nó ngóc lên trên này các bạn này. Một dây thuốc rất quý. Mình không thể quay được cái phần lá của nó để các bạn xem đâu. Nó tít ở trên cao kìa. Bởi vì cái phần lá của dây na rừng ngũ vị tử lam này thì lá hình trứng, hai mặt lá đều nhẵn. Nó rất giống nhau thì mình cũng không cần quay nữa. Mình chỉ gặp để mình quay cái dây la đen này để lưu vào làm kỷ niệm thôi. Khi nào mà cần dùng đến thì mình vào để mình lấy. Dây rất to già các bạn. Nếu mà không tinh mắt thì không phát hiện ra đâu. Nó bò lan như con chăn. Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn để còn đi thu hái cây thuốc.